Thúy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, chuyên viên tư vấn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Trong cuộc sống ngày nay thì cái việc mà chúng ta bị bệnh là rất khó tránh khỏi. Nhưng khi mà bị mắc những căn bệnh như cao huyết áp, thiếu máu não, đột quỵ thì gần đây người ta thường hay nhắc tới một cái tên của sản phẩm được gọi là An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc. Bởi cái tác dụng của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc đã được khẳng định trong cuộc sống và nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Vậy cái sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc có những công dụng nào và sử dụng cho những bệnh gì, thì video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho bạn 5 cái công dụng tuyệt vời của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc, và Nga tin chắc rằng đây sẽ là tin vui dành cho bạn. Công dụng thứ nhất, đối với người cao huyết áp, biến chứng do tai biến mạch máu não thì An Cung Ngư Hoàng Hoàn sẽ giúp cho huyết áp của bạn điều hòa và ổn định hơn, giảm căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt và có thể hồi phục lại những cái di chứng do tai biến mạch máu não để lại như liệt nửa người hay rối loạn chức năng ngôn ngữ. Bởi sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc đã được y học chứng minh là giúp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tai biến mạch máu não và đột quỵ rất hiệu quả. Công dụng thứ hai là dành cho người cao tuổi và những người làm việc trí óc căng thẳng. Thì với người cao tuổi khả năng bị mắc bệnh là khá cao. Nhưng nếu như trong tủ thuốc gia đình nhà bạn có thêm sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn thì chắc hẳn bạn sẽ yên tâm hơn rất nhiều về sức khỏe của mình. Bởi cái tác dụng của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn là giúp cho bạn phục hồi cơ thể bởi những căn bệnh của người lớn tuổi để lại. Và khi bạn làm việc liên tục trong một thời gian dài căng thẳng thì cái não bộ của mình nó sẽ bị quá tải. Khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn thì nó sẽ giúp cho tinh thần của bạn tỉnh táo hơn, thư giãn hơn và mọi căng thẳng mệt mỏi sẽ được giảm rõ rệt. Công dụng thứ ba là dành cho người bị rối loạn tiền đình và suy giảm trí nhớ. Thì theo rất là nhiều nghiên cứu và áp dụng trên 5.000 người đối với căn bệnh này thì sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn đã được công nhận là có thể giúp điều trị và phục hồi rất tốt cho căn bệnh rối loạn tiền đình và suy giảm trí nhớ. Sau một thời gian bạn sử dụng sản phẩm thì bạn sẽ thấy được tất cả những triệu chứng của căn bệnh được giảm một cách rõ rệt. Tác dụng thứ tư là dành cho những người bị mắc bệnh tim đập nhanh và rối loạn thần kinh thực vật. Và theo nghiên cứu của y học khẳng định rằng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn có tác dụng thật đối với người bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Và khi sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn, nó cũng sẽ giúp cho bạn ổn định nhịp tim hơn. Và khi mà bạn sử dụng đều đặn theo đúng liệu trình thì chắc chắn căn bệnh về tim đập nhanh và rối loạn thần kinh thực vật của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện. Công dụng thứ năm là dành cho người có thân nhiệt nóng. Ngày nay do chế độ ăn uống hay người bệnh phải sử dụng rất nhiều thuốc tây khiến cho cơ thể của chúng ta rất dễ bị nóng lên, thì khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn sẽ giúp cho bạn cân bằng được cơ thể và thanh nhiệt rất tốt. Nên sau khi mà sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn một thời gian thì bạn sẽ được cơ thể của bạn sẽ được trở về trạng thái cân bằng. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ cho bạn 5 cái công dụng rất tuyệt vời của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là không chỉ riêng với mình bạn đâu, mà Nga đã chia sẻ cho rất nhiều người và họ đã có được sức khỏe như họ mong muốn. Bạn hãy cứ tưởng tượng xem, nếu như trong tủ thuốc của gia đình bạn mà có sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn để sẵn trong đó thì những căn bệnh mà Nga kể trên không còn là nỗi lo lắng. Có sức khỏe, công việc của bạn sẽ tốt lên và bạn chắc chắn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nga đã có chọn bộ video quay rất chi tiết về sản phẩm này. Bạn chỉ cần truy cập vào trang YouTube của kênh Korea Shop 24h, bạn có thể biết được thêm rất nhiều thông tin về sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn. Và bạn chỉ cần làm chính xác như những gì Nga hướng dẫn thì Nga tin rằng chỉ sau một tháng, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc mà Korea Shop đang phân phối là sản phẩm chính hãng của hãng Quang Đông. Và khi mua hàng tại Korea Shop thì bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Và Nga cam kết với bạn rằng bạn có quyền đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn cảm thấy không hài lòng với sản phẩm của Korea Shop. Và nếu bạn phát hiện ra hàng của Korea Shop là hàng kém chất lượng thì Nga sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ đồng hành cùng với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm để bạn có thể thu được kết quả tốt nhất. Vâng,
để biết nhiều hơn thông tin về sản phẩm ăn cung ngư hoàng hoàn hay những sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác của Hàn Quốc thì bạn chỉ cần truy cập vào đường link koreashop24h.com. Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này. Bạn hãy kích vào đó và liên hệ với chúng tôi qua phần chat online. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.